tại sao tiêm kích F-14 Tomcat trở thành huyền thoại trong chiến tranh lạnh. Tiêm kích F-14 Tomcat là một huyền thoại trong chiến tranh lạnh. Nó đã xuất hiện trong bộ phim Top Gun và thậm chí có thể xuất hiện trong phần tiếp theo. Điều gì đã làm cho chiếc máy bay chiến đấu này trở nên đặc biệt? Theo tờ Military Watch, đầu tiên, F-14 Tomcat là một trong những tiêm kích mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử. Một phần không nhỏ là do nó đóng vai chính trong bộ phim Top Gun. Nhưng ngoài những nét anh hùng trên màn ảnh, tiêm kích F-14 Tomcat còn là một máy bay chiến đấu rất có năng lực, đã phục vụ trung thành cho Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ. F-14 Tomcat thực hiện chuyến bay lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1970 và đạt được khả năng hoạt động ban đầu như một tiêm kích đánh chặn trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ vào năm 1973. Nó được triển khai lần đầu tiên vào năm 1974. Sau khi ngừng sản xuất F-111B, Hải quân Mỹ đã gửi yêu cầu đề xuất như một phần của chương trình thử nghiệm máy bay chiến đấu Hải quân VFX, trong đó kêu gọi một tiêm kích hai chỗ ngồi chiếm ưu thế trên không. Tập đoàn Grumman được trao hợp đồng vào năm 1969. F-14 Tomcat được thiết kế để có thể tấn công máy bay địch vào ban đêm và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào bằng cách sử dụng 6 tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn Phoenix AIM-54A. Hệ thống điều khiển vũ khí tiên tiến và radar AVKG-9 đi trước thời đại cho phép F-14 theo dõi tới 24 tên lửa, có thể thực hiện những giải pháp kiểm soát hỏa lực để tiêu diệt tới 6 đối tượng trên không cùng lúc. Thiết kế cánh cụp cánh xòe của F-14 mang lại độ linh hoạt cao, cánh sẽ tự động điều chỉnh khi bay, xòe về phía trước khi bay tốc độ thấp cũng như cất cánh và cụp lại cho chuyến bay siêu thanh. F-14 có tốc độ tối đa Mach 1,88, tầm bay lên tới 500 hải lý, tùy thuộc vào số vũ khí của nó. Chiến công đầu tiên của F-14 được xác nhận vào năm 1981, khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ra lệnh cho Hải quân tập trận duy trì tự do hàng hải gần vịnh Sidra ở Địa Trung Hải, sau những tuyên bố chủ quyền về lãnh thổ của Libya đối với khu vực này. Hai chiếc Su-22 Fighter của Libya đã cố gắng giao chiến với một cặp F-14 và những chiếc Tomcat đã hạ gục tất cả đối phương. Lịch sử lặp lại vào năm 1989, khi chiếc Tomcat bắn rơi một cặp MiG-23 của Libya. Trong những năm 1990, F-14 được nâng cấp để đảm nhận một vai trò mới, lấp đầy khoảng trống trong Hải quân Mỹ như một máy bay tấn công sau khi A-6 Intruder nghỉ hưu. Các sửa đổi đã được thực hiện đối với F-14 để cải thiện khả năng tấn công mặt đất của nó và F-14 Bombicat lần đầu tiên hoạt động như một phần của liên quân ở Bosnia trước khi tham gia chiến dịch chống lại Iraq vào năm 2003. Hải quân Mỹ cuối cùng đã thay thế F-14 Tomcat bằng A-18E trên F-Super Hornet. Tuy nhiên ngày nay F-14 vẫn đang phục vụ trong không quân Iran. Lực lượng đã nhận tổng cộng 79 chiếc Tomcat trong những năm 1970.